Hello, xin chào các chồng yêu đã ghé thăm kênh 875 review cuộc sống bất thường của em. Hôm nay em sẽ đưa đến cho mọi người một anh chàng soái ca. Anh tên là Khá Bành, em trai Khá Bành. Trong lúc chờ anh xa ra trại, Khá Bành đã ăn đuông rửa chấm mắm ớt để sống qua ngày. Hãy xem quá trình anh ta chế. Đào đào, quốc quốc á đa, một tổ đuông rửa đang tụ tập ở đây. Chắc là bọn chúng đang liên hoan đây mà. Nhanh tay tóm sống từng con một, mày chạy đâu cho thoát. Đôi tay Khá Bành nhanh như máy. Anh thanh niên cặm cụ, eo ơi nó ngọ nguậy kìa. Tí nữa anh sẽ chiên giòn nha, chứ không ăn sống đâu. Phải đảm bảo an toàn vệ sinh anh hi hi. Không bỏ sót con nào, chúng mày chạy đâu cho thoát. Biểu cảm thích thú của anh hiện rõ, chu môi đắc ý. Một rổ đuông dừa, eo ơi nhiều vãi. Cả dòng họ ăn 6 ngày mồng 6 đêm không biết có hết không. Bắt xong thì xách giỏ để về thôi. Đi qua con sông Hồng, chạy xuống rửa đuông dừa cho sạch. Mắt lảo đảo quan sát, tránh bị cá sấu ăn thịt. Rửa nhanh rồi lên bờ về nào. Cùi, lửa xong nồi đầy đủ. Bóc một chảo dầu nóng 1000 độ. Thả đuông dừa vào chiên giòn. Không cần tẩm ướp gì cả nhà các bạn. Cho nó ngọ nguậy đau khổ trong chảo nhìn mà ghê rợn. Không biết có bạn nào thích ăn món này không. Chứ tôi là tôi sườn gai ốc rồi nha. Có vẻ đã chín, nhanh tay lấy cái đĩa gần đó múc ra, để nguội, bắt tay vào làm nước chấm. Gia vị đã xì sâu thẳng caramel lò sẵn rồi, chỉ việc lấy và làm thôi. Muối tây ninh, ớt chỉ thiên, tỏi đen, dã nhuyễn, mút, mút nêm nếm vừa khẩu vị là hoàn thành. Nước sốt thần thánh này thì chấm với gì đảm bảo cũng ngon nhức nách. Anh chia sẻ rằng, anh sẽ tiếp tục sống như này đến khi em trai Khá Bành của anh ra tù. Nên các bé fan không còn dồn nết cho anh nhé. Mượm ngoạm vài miếng, tôi nhìn cái mỏ anh kia, ngon quá, ai mà thèm thì nhanh chóng làm thử tại nhà nha.